Sài Gòn. Tháng 6 năm 2021, tình hình rất là căng thẳng. Cảnh vườn không nhà trống. Sống bao nhiêu năm rồi mới lần đầu tiên thấy một cuộc sống như vậy đây. Vô uống cà phê cũng một quán cà phê chỉ cho được ngồi được một người thôi nha, một hai người thôi. Một mình ngồi đây luôn, nãy có bên bàn kia có một người mà người ta đi rồi. Ngày mới Tuấn xin chào tất cả mọi người. Chúc tất cả mọi người luôn luôn an toàn và sức khỏe, luôn luôn là được bình an. Giờ Tuấn đang đi qua chỗ bạn cũ hồi xưa chạy xe tải, qua anh em tập sự. Nay vô Sài Gòn mua đồ từ công việc, mua đồ xe. Tình hình dịch thì đó, mọi người thấy đó, đường thì vắng, quán xá rồi thấy đóng cửa hết. Đây, cảnh vườn không nhà trống. Tuấn xin chào mọi người nha. Tí nữa Tuấn sẽ gặp một người bạn lâu rồi chưa gặp. Đây, xe của Lượng đã về. Đây là cái xe Mỹ đầu bằng đời Tường Vi Thái Hậu, đời từ xa xưa. Tất cả đây là gần trạm thu phí ngã tư lúc quốc lộ 1K mọi người. Xe tiếp thôi, quay đầu luôn. Quá độc. Giờ Lượng sẽ dê vô lỗ, bắt đầu dê vô lỗ. Sáng mai đi. Xe không có đèn mọt hả? Ôi. Xe không có đèn mọt à? Xe không có đèn mọt. Xe không có đèn mọt à? Vé đi, vé đi. À, này kiểu tóc mới hả? Làm cái điện hả? Hãy kia rút cái điện lại nó lỏng. Đây là Lượng. Bạn mình á, xưa đó. Mấy năm rồi mới gặp lại. Nay chạy xe này á bạn. Xe này xe thời Napoleon ha. Xe này nó cũng lớn gần bằng tuổi mình luôn rồi đó. Ông đâu ông chủ à? Chủ đâu? Chủ là cái ông điên á. Nãy mua bê thui với phá lấu với bánh mì đó, lát khỏi ăn cơm. Chó này nãy vô nó sủa quá trời luôn, cho nó một miếng ăn cái nó hết sủa luôn. Tí cho ăn, đừng có sủa ha. Nó sủa nữa. Là sủa gì? Quay chân mòn như phim. Lượng và
mới vừa đi cái mọt kia về, Lượng phải cắt cái mọt và bây giờ phải cắt cái đầu ra. Lấy cái mọt này đi trả rỗng nè, rỗng trên công nè. Là Lượng hiện tại giờ Lượng chạy một ngày là 1 triệu á, tính ra tháng được 30 triệu á, nhưng mà rất là cực. Chạy giờ này vẫn chưa nghỉ nè. Giờ phải đi cắt mọt liên tục. Đó, giờ kéo cái mọt này đi trả. Nói chung là tiền nào của đó, mà chạy xe xấu nữa. Mà chạy nhà thì lương thấp vậy thôi, đơn giản vậy đó mọi người. Rồi tí nữa mình sẽ quay cảnh ở trong debut số tiếng 2. Đây tính là ngày chạy 1 triệu luôn à? 1 triệu hơn, có thể hơn. Tiền nào của đó thôi. Qua chạm phí xa lộ Hà Nội. Chạy mình chạy xe mắc phọt dài, đầu dài cũng quen rồi. Giờ lên xe này hơi bỡ ngỡ đúng không? Xe này là chạy là lương phải cao hơn mấy xe mới đó. Xe này là tính thêm tiền xấu hổ mà. Đây là bạn Lượng, hồi xưa chạy xe tải với mình từ cái thời Quy Phúc, người Phan Rang luôn. Nay mình đi vô đây mua đồ, sẵn tiện ghé Sài Gòn chơi, dịch quá. Giờ vô người ta cấm hết quán ăn rồi, không có chỗ nào bán hết rồi, cũng không có chỗ ngủ luôn. Giờ mình hôm nay mình đi trải nghiệm một ngày xe cảng đời này, xe đời nhiêu? 96. Xe đời 96 là cũng gần bằng tuổi mình đó, nhỏ hơn mình 6 tuổi. Xe đời 96 là tính ra xe này nhỏ hơn mình có 6 tuổi rồi mọi người. Giờ anh em mình làm mấy cái bánh mì với phá lấu bò nè, với bê thui chấm với mắm nêm. Ăn đi bạn. Rồi em mình đấy xong rồi vô để bô số tiền nha. Đây là ngay số tiền luôn, khu du lịch số tiền luôn. Rồi mời mọi người cùng ăn với mình nha. Cảnh Sài Gòn vào những ngày cách ly. Đường không một bóng người, hoang vu như những ngày xuân. Sẽ chạy cả đêm để ngủ. Xe này. Ba vợ.
Đây là cảnh khu công nghiệp Tân Bình nha anh em mọi người. Chạy xe này thì hơi cực xíu, hơi cũ, hư vặt đồ chạy có hơi mệt. Đầu bằng 996 con nặng như đá à, giờ về rồi. Ở đứt cái dây gì dưới à? Đứt cái dây gì dưới á? Đứt cái dây à? Ở dưới coi đứt cái dây gì á? À, bây giờ lượng sẽ dây vô nha mọi người. Xe này nó côn nó nặng lắm. Chạy xe này khó hơn cái xe đầu dài á. Ủa, cui vô luôn à. Như Tuấn chạy không quen. Thiệt sự mà nói Tuấn chạy xe đầu Mỹ đầu dài quen rồi, giờ kêu chạy xe này cũng hơi khó. Yeah, đồ không quen. Cổng này cũng vô hơi gắt nha. Đây, cổng này rất là sát. Dạ luôn. Dạ luôn. Dạ qua bên đó luôn anh. Dạ đây.
Từ ơi. Về luôn. Chạy cái đầu đây sao chạy. Về đây lấy quan tài đi. Lấy quan tài á. Thôi. Tới đi. Lấy đến quan tài mà. Nãy đang ấy thì ve bị đục, mình chỉ là cỡ do cái máy nó nổ to quá, nói không nghe gì hết. Mà cái xe này thì côn nó nặng, vô lăng nó nặng, khó chạy, chứ không phải giống như xe Mỹ đầu dài này. Nên là cũng thông cảm cho tài xế. Bây giờ đổi thế mới. Thôi, chuyện xu quá bỏ qua. Giờ lỡ đụng cái cột bây giờ hết chiều bạc hả? Đó, xui ghê. Thôi kệ đi, củ đi thay người. Kinh nghiệm thì chạy lâu năm rồi, ta kiếm xe mới chạy cho nó khỏe. Xe cũ quá thì nó độ an toàn đâu có đâu. Cái xe này á, biết không chú, cái máy nó như cái máy gạo, nói không nghe đâu. Chứ thôi nãy đâu có đụng cái tường.